nói chung là đi cả tầm nửa tiếng thôi. Nhưng mà sao cái vô tình có cơn mưa lớn rồi là lớn luôn, nên là không có về được, phải tấp vô cái quán mà karaoke á, là hai người ngồi hát rồi kiểu như là nói chuyện được nhiều hơn, lúc đó mới hiểu được hơn. Tiệm đồng phòng em nhớ mãi luôn á. Sau khi mọi người về hết rồi thì vô phòng chuẩn bị ngủ rồi, cái vợ em quay lưng rồi, tại nhát mà, gái lần đầu tiên mà, cái em mới nói em mình là vợ chồng rồi đó. Im 10 phút sau em nói im kỳ vậy đó, cái em ấy em mình là vợ chồng rồi đó, còn thức nhưng mà cứ quay mặt vậy đó. Cái lúc đó em tức quá, để anh. Dạ, lúc đó em chủ động luôn, lâm trận luôn. Dạ, và vợ em hiền, mà đó là một cái ưu điểm, nhưng mà bên cạnh đó cũng là khuyết điểm nữa. Tại vì ví dụ như đang nói chuyện em hỏi là em ý làm sao, em sao cũng được hết á, nhưng mà đến khi sự việc đó xảy ra thì vợ em là không đồng ý thì không làm, mà cũng không nói nữa. Thế em hỏi là tại sao mà lúc đó em không chịu nói, không chịu bàn với anh, thì lúc đó em không biết nữa, hiền quá hiền luôn, không chịu nói, không có chính kiến của mình. Em tên là Huỳnh Trọng Ân, em đến từ Tiền Giang, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp của em là em làm tổ chức sự kiện event Dạ, còn xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thí Diễm, năm nay 30 tuổi, đến từ Long An và công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Ủa sao kỳ vậy, một đứa Tiền Giang, đứa Long An, vậy tụi em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì tụi em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Gốc là Long An, còn gốc là Tiền Giang. Tiền Giang. Hai em lần đầu tiên gặp nhau ai ấn tượng người kia trước? Dạ tại câu chuyện là gặp nhau của em là giống như một cái duyên vậy đó, giao bầu gà bình thường. Thì lúc em đang làm việc thì thằng bạn cấp 3 em nó gọi cho em tâm sự, nói Ân ơi, tao đang buồn quá, tao có một cô gái mà tao cua hoài không được, tôi cua gần 3-4 tháng nay rồi. Mà em đang nghĩ trong đầu, ủa thằng bạn em nó đẹp trai, nó cao 1m85 luôn, em trong đầu em nghĩ là thằng này đẹp trai sao nó không cua được. Thì mới nhờ em, Ân ơi tao nhờ mày giả làm tao đi, cua bạn này giùm tao, tại vì mày cũng nói chuyện được xíu. Còn tao cua hoài không được, thì em cũng thử em nhận lời em giúp nó, để cho em số điện thoại. Lúc đầu em nhắn tin cho vợ em, mà có khi em nhắn một tin nhắn mà tới 2-3 ngày vậy em mới trả lời. Nhưng mà tới một khoảng thời gian khoảng 2 tháng sau, lúc đó thì em thôi, em mới thật luôn với vợ em, em không thể giấu được nữa. Thì nói tôi giúp thằng bạn tôi vậy thôi, chứ tôi thấy kỳ quá, tại sao bạn không thích nó. Thì lúc đó vợ em mới tâm sự với em, vậy rồi. Tại sao? Đi thấy kiểu bạn nó không có được mềm vậy lắm. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của em lúc đó như thế nào, có bạn trai hay là chưa có? Dạ đã có bạn trai rồi. Cũng là một phần là như vậy. Nhưng mà lúc đó là cái lúc mà bạn này thú thật với em á, là bạn không phải là cái người kia đó. Lúc đó là em và bạn trai em có còn không? Vẫn quen, nhưng mà bạn này chỉ xem bạn này bạn thôi, kiểu như thấy bạn này cũng thật thà vậy thôi, chứ chưa có đến gì hết á. Mà sao bạn này mới về quê rồi mới ghé ngay cái chỗ mà học của em á, rồi mới hẹn ra kiểu như là uống cà phê, tại vì hai người cũng học chung chuyên ngành á, kiểu như để xem trao đổi với nhau đó, đi rồi thấy gặp thấy tính tình hợp với nhau. Nói chung là đi cỡ tầm nửa tiếng thôi. Nhưng mà sao cái vô tình có cơn mưa lớn rồi là lớn luôn, nên là không có về được, phải tấp vô cái quán mà karaoke á, là hai người ngồi hát rồi kiểu như là nói chuyện được nhiều hơn, lúc đó mới hiểu được hơn. À trời khiến rồi đúng không, chứ phải hôm đó là không có cơn mưa thì chưa chắc gì là đã hiểu nhau. Dạ đó là ý trời đó. Nhưng mà lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em có bị mất hồn không? Ấn tượng nhất cái mái tóc, tóc dài qua chấm lưng luôn. Dạ mà chỉ cần xõa thôi là hết, thay lưng luôn, chán rất là thon, với rất là đặc biệt, rất là trắng. Em gặp là em đã thích rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Và bây giờ nè, đang có bạn trai và bây giờ gặp thêm một người này xuất hiện như vậy là tới 3 người lận á. Dạ, có khi nào bạn trai biết không? Hôm bữa đó có lần sau bạn này chở em đi á, cái bạn trai đứng trước cửa xong rồi gặp, rồi 3 người gặp nhau luôn. Rồi sao, chuyện gì xảy ra? 3 người nói chuyện với nhau, nói chuyện để tìm hướng giải quyết á, xong cái thấy bạn trai mình nói ra cái thấy bạn trai đó không được thật thà cho lắm, rồi có mình cảm thấy thất vọng á, muốn cho bạn này cơ hội, thôi em tự đưa ra luôn, em nói là thôi thải cái đồng xu đi, hai anh muốn chọn mặt nào thì em sẽ theo người đó, cho người đó cơ hội, tại vì không có cái nào mà nào giải quyết nào. Rồi sao? Dạ lúc đó em hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm, tại vì cũng giống như là coi trời định á. Dạ. Đó trời định. Cái này là trời định muốn mày rủi luôn. Lúc đó thì cũng em nghĩ trong đầu phải trời phật phù hộ cho con. Em nhớ lần đầu tiên á là đúng cái mặt em chọn, nhưng anh nó không chịu, anh nó nói là xé nháp. Cái đến lần thứ hai vẫn là cái mặt của em luôn, thì lúc đó anh nó thế ra rồi, chứ anh nó nói với vợ em là bây giờ cho anh 1 tháng cơ hội đi. Nhưng mà lúc đó thì vợ em thì bà vợ em cũng nói là thôi bây giờ anh đã nói như vậy, anh đã đồng ý cuộc chơi này, một lần thì anh nó nháp, nhưng lần hai là chính xác như vậy rồi, trời định như vậy rồi, trời định anh phải chấp nhận thôi. Em chị hỏi nè, cái hôm mà hát karaoke á, là hôm hát xong là về là sau cái buổi hôm đó là em có cảm tình với bạn này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là chính vì vậy mà mới có những cái chuyện trao đảo, rồi bạn trai em mới biết, rồi mới này kia mới gặp nhau đúng không? Dạ. Thôi thì giờ cũng đến được với nhau do trời định đó. Đó là ý trời đó. Dám cá luôn, nếu tung lần 3 vẫn thuộc vậy. Đúng rồi. Kể cả anh kia tung luôn. Đó, vẫn thuộc vậy. Rồi bắt đầu đi, lấy cái mốc từ sau cái đồng xu đó.
hai đứa bắt chính đầu là chính thức yêu nhau. Dạ đúng rồi. Từ lúc đó cho đến lúc cưới là bao lâu? Tụi em quen nhau cũng hơn 5 năm tụi em mới cưới. 5 năm mới cưới. Chà, như vậy trong 5 năm nó chắc có nhiều trắc trở lắm đúng không? Hay là nó suôn sẻ? Dạ, thực chất thì do em chồng em cũng suôn sẻ lắm. Thôi thôi vậy chúc mừng. Như vậy thì sau cái đó thì bao lâu tụi em có cái hôn đầu tiên với nhau? Em ở Sài Gòn, em làm việc ở Tây. Thì vợ em ở dưới Long An á. Thì khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng em mới về 1 lần. Mà vợ em lúc đó cũng khó lắm chứ không có dễ nữa. Gặp nhau là chỉ nói chuyện một vài câu thôi là đi về học bài. Mới ngồi gần xíu thôi là thôi anh đi ra đi. Cả cũng không được luôn. Dạ. Bao lâu thì mới không được? Gần hơn 1 năm. Tại lúc đó là vợ em lên Sài Gòn làm với em luôn. Thì là lúc đó có cái thời gian. Dạ đúng rồi, hôn ở Sài Gòn. Rồi sau khi mà hôn được rồi thì có cái gì đi xa nữa? Vợ em thì em cũng nói lúc đầu là vợ em khó lắm. Hôn em nó hơn 1 năm á mới được hôn đó, mà hôn má thôi. Hôn gió, hôn mi gió rồi đó. Trời ơi, hôn gió mà em mới chơi chiêu mới hôn được đó. Mà 1 năm mới hôn gió. Dạ. Rồi em chơi chiêu là bao nhiêu lâu? Trước khi cưới khoảng 1 năm thôi mới được hôn đó. Trời là 4 năm mới được hôn. Em là phong bằng kêu bằng mà thánh chịu đựng là em nè. Rồi như vậy là đến đêm động phòng mới có giá trị đúng không? Mới chính xác là được đụng đúng với không? Người nào mới là đáng giá ngàn vàng đó với hai em đúng không? Tuyệt vời, lãng mạn. Có không? Đêm động phòng nó sao? Lãng mạn. Đêm đồng phòng thì em nhớ mãi luôn á. Sau khi mọi người về hết rồi thì vô phòng chuẩn bị ngủ rồi, cái vợ em quay lưng ơi, tại nhát mà, gái lần đầu tiên mà. Cái em quay nói em mình là vợ chồng rồi đó. Im 10 phút sau em nói im, ủa kỳ vậy ta. Cái em quay em mình là vợ chồng rồi đó. Còn thức nhưng mà cứ quay mặt vậy đó. Cái lúc đó em tức quá, để anh. Dạ lúc đó là em chủ động luôn. Rồi lâm trận luôn. Dạ. Chứ vợ không nói, không nói gì hết. Bây giờ hết nhát chưa? Giờ thì hết rồi. Bây giờ ngược lại rồi phải. Dạ đúng rồi. Lâu nhát, lâu nhát, vậy, em nhát. Bây giờ mà lâu lâu mà không đụng đến anh ơi. Mình là vợ chồng đó anh. Đúng không? Tụi em là lấy nhau bao lâu thì mới có con? Khoảng 6 tháng. Sanh con rồi luôn. Sanh con rồi luôn mà phọt như vậy nè, có chịu nổi không? Đó. Con như... được mấy tháng? Dạ được 1 tuổi. Được 1 tuổi. Ủa trời. Hai bạn yêu nhau tới 5 năm lận. Như vậy mà bây giờ là các em đã được 8 năm rồi. Tật xấu của anh ấy có gì không em? Dạ khi mà sống chung rồi mới biết được nhiều tật xấu. Tại vì trước khi quen thì cái gì nó cũng đẹp hết, hoa hồng hết. Khi mà cưới nhau về hay nóng tính nè. Trời ơi em này mà nóng tính hả? Dạ. Rồi có cặp không? Dạ có. Dạ. Cái đô nặng nhất là ảnh làm gì? Kiểu như là nạt nộ thôi. Rồi nói xong rồi mình thấy gì mình giảm xuống rồi mình ra chỗ khác. Tí rồi cái hết rồi. Có quăng đồ quăng đạp dạ không? Với lại hay đi việc khuya. Đi nhậu hả? Cũng nhậu rồi có lúc cũng đi làm. Đi làm thì thường có 9-10 giờ thôi. Có đi tham gia cái câu lạc bộ mà cầu lông á. Đánh cầu lông xong rồi mấy anh em vài chén. Có 1-2 giờ mới về. Đánh cầu lông tới 1-2 giờ đó, đi khuya. Buổi sáng sao đi làm nổi? Dạ buổi sáng em bởi ngủ nướng. Bởi vì em ngủ nướng đó. Ngủ 9 giờ mới dậy. Rồi giờ tới em đó. Bà xã em cũng hiền, nhưng cũng có một vài cái tật xấu nhỏ nhỏ chút xíu thôi. Thứ nhất là vợ em hiền, mà cái đó là một cái ưu điểm, nhưng mà bên cạnh đó cũng là khuyết điểm nữa. Tại vì ví dụ như đang nói chuyện em hỏi là em ý em sao, em sao cũng được hết á, nhưng mà đến khi sự việc đó xảy ra thì vợ em đã không đồng ý thì không làm, mà cũng không nói nữa. Thế em hỏi là tại sao mà lúc đó em không chịu nói, không chịu bàn với anh, thì lúc đó em không biết nữa. Hiền quá, hiền luôn, không chịu nói, không có chính kiến của mình. Tại sao vậy? Kiểu như từ nhỏ giờ là em ít nói rồi. Đi làm thì nói thôi, về nhà em cũng hạn chế nói chuyện. Em bé rồi về rồi ru bé ngủ rồi ngủ luôn. Rồi có khi chồng về, nhiều khi không gặp mà sáng mới gặp. Nhưng mà ví dụ như ảnh đi 2-3 giờ khuya về, em có bực mình không? Em có ghen không? Dạ em, không. Em có suy diễn là ảnh đi với ai không? Dạ không luôn. Em tin hoàn toàn. Em có nghĩa là sáng luôn. Em ơi, em không quan tâm hay là em tin chồng em tuyệt đối? Em tin chồng em. Dạ. Bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vợ em thì hiền quá. Em muốn vợ em này đôi lúc á thì cũng có cái gì thì cứ nói, chứ đừng có mà để trong lòng. Tới một sự việc nào đó thì khó chịu. Mà khó chịu cũng không phải là la lớn gì hết, là không làm thôi và bỏ chỗ khác. Khi mà lựa chọn vợ chồng thì có gì mình phải tâm sự với nhau nghe. Em thì sao? Em thì muốn chồng em thì về sớm hơn tí. Tính thì cái tính nóng á, thì chắc nghĩ là chắc không bỏ được rồi, nó ăn sâu vô rồi. Chắc từ từ thì mình tự mình kiềm chế, mình hạn chế là thôi. Cái nóng nảy của ảnh có làm cho em bị tổn thương không? Dạ có. Là do cái lời nói đúng không? Dạ, cái đúng ngôn rồi, lời ngữ, nói ngôn thôi. Ngữ chứ không chứ... phải là do cái hành động đúng không? Dạ. Chị cảm giác vậy nè, em chưa hiểu rõ vợ em lắm. Ví dụ nãy chị hỏi vợ em có ghen hay không, vợ em nói không, vợ em không ghen, hoặc là vợ em không này kia nọ. Chị nghĩ là vợ em không muốn nói ra cái điều đó. Nhưng mà không người phụ nữ nào mà thấy chồng mình đi tới 2-3 giờ sáng mà yên tâm được hết trơn á. Chỉ có điều là vợ em tự vượt lên cái điều đó với bản thân mình. Vì sao? Ví dụ như là tánh em nóng thì nhiều khi nói ra rồi em lại cọc cằn, em lại nói rồi là nói như vậy rồi vợ lại tổn thương. Tổn thương thì cô này thì bản thân cô đã hiền rồi. Nhiều lần như vậy thì cô sẽ tự cố co mình lại, cô đóng cửa lại và cô không có cởi mở ra nữa.
Dạ. Đến một lúc nào đó là em hoàn toàn sẽ không hiểu vợ em nghĩ cái gì luôn. Nếu như mà cái tình trạng này không cải thiện, dạ, là không bao giờ em hiểu được vợ em luôn. Với những người phụ nữ mà họ bộc trực á, thì họ sẽ bô lô bô la, họ nói liền, họ la liền, họ này kia, hoặc họ tay đôi gì với em luôn. Ví dụ vậy. Mà riêng với vợ của em thì vợ em chọn cái cách im lặng, chọn cái cách chịu đựng. Tại vì vợ em nghĩ trong đầu rằng có nói ra thì em cũng sẽ không thay đổi, cho nên là thôi chấp nhận cái phần hy sinh cho mình, thiệt thòi cho mình, là mình cứ im lặng đi để gia đình nó yên ấm. Đó là theo cái chị cảm nhận là như vậy. Thì thành ra là chị nghĩ, tại vì khi em làm event em sẽ lanh hơn, em cái cảm nhận của em nó sẽ nhạy hơn, thì chị nghĩ rằng với bên ngoài thì mình nhanh, nhưng mà mình cũng phải áp dụng cái nhanh nhẹn của mình trong gia đình nữa. Em phải đón trước, em phải đón ý được vợ em, và em phải là người tìm hiểu vợ em, phá bỏ cái gọi là cái bức tường mà vợ em đang chuẩn bị xây xong rồi đó. Chị nói thiệt luôn á, là chuẩn bị xây xong rồi, còn có cánh cửa thôi đó. Giờ là em phải phá nó đi. Em biết không, cái cặp vợ chồng trước của em á, là hai bạn đó là gần như là một á, là không có một cái gì mà đứng ở giữa hai bạn đó luôn đó. Thì cái cuộc sống vợ chồng như vậy á, thì nó mới hạnh phúc. Chứ không thì đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy em cũng là gánh nặng của vợ em, và ngược lại vợ em cũng sẽ là gánh nặng của em. Em hiểu với chị không? Sau đây thì hai vợ chồng phải chịu khó nói chuyện với nhau. Đúng, em phải là người khơi gợi cái điều đó nha. Dạ, dạ, em cảm ơn. Và em cũng phải nói nha. Tại vì em biết không, anh này á, nếu mà anh làm về event á, thì tâm hồn ảnh á, cũng có cái máu nghệ sĩ, cũng có cái máu mà nghệ thuật ở trong đó. Thì cái thẩm thấu và cái cảm nhận trực giác của anh rất là nhanh. Anh rất là hiểu. Thành ra em đừng nghĩ là anh sẽ không thay đổi, anh sẽ thay đổi nếu như em chịu nói. Nha cưng. Rồi. Em tên là Phạm Nguyễn Văn Đình. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là lập trình viên. Rồi, mà em? Em tên là Lê Thị Như. Năm nay 30 tuổi và em là thiết kế thời trang. Nhưng mà hiện tại thì ở nhà nội trợ chăm bé. Mới có bé hả cưng? Dạ, bé nhà em được 16 tháng rồi ạ. Nghĩa là ở nhà 16 tháng rồi hả? Dạ hơn, lúc mang bầu nữa ạ. Nhưng mà cái công việc của em là ở nhà vẫn có thể làm việc được mà. Dạ được, điển hình như đây ạ. Cái đám cưới này là em thiết kế đó hả? Dạ. Vậy hả? Đây có phải là cái đầm cưới mà em mặc để cho đám cưới của mình không? Dạ không, đầm cưới của em là còn ở nhà, và đầm đây là em mới kỷ niệm ngày cưới, mới lại. Vậy kỷ niệm bao lâu? Dạ 2 năm ngày cưới ạ. 2 năm ngày cưới. Nhưng mà yêu nhau thì bao lâu? Cũng phải 10 năm. 10 năm à? Dạ không phải, biết nhau là khoảng 16 năm. Trời ơi. Và chồng em yêu em trọn 15 năm. Em yêu chồng em 12 năm. Tức là anh ấy bị đơn phương hết 3 năm. Chúc mừng, hôm nay thì rất là vui khi mà gặp gỡ với cặp vợ chồng Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng mà lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Lần đầu gặp nhau thì là chồng em với em sinh hoạt trong trường, đi xuống thăm đồn biên phòng á, thì em có thấy chồng em nhưng mà chồng em không thấy em. Tại vì nhỏ quá đúng không? Mà lớp mấy lúc đó? Dạ là... lúc đó chỉ lớp 6 thôi, mà miết tới lớp 8 khi em chuyển vô lớp chọn chồng em á thì mới quen biết và gặp chồng em. Vậy đó hả? Lớp 8 á, là lúc ngày đầu tiên đi học thì em cũng có nghe là sẽ có vài bạn chuyển vô mà em cũng không để ý. Đến cái ngày thứ hai đi học thì ngồi ngay trước mặt vợ em đây. Đang ngồi học thì vợ em mới chỉnh cái khăn quàng cho em. Bởi vì em đeo nó bị lệch. Thì em cảm thấy là tự nhiên có người quan tâm đến mình, rồi nói chung là nó xúc động quá, rồi nên để ý và... Trời, lớp 8 mà ổng xúc động quá. Sao không? Trời đất ơi, em lớp mấy em mới biết xúc động. Trời ơi, tụi nó nói quá, tôi lớp 3 tôi xúc động rồi đó. Rồi, sau cái xúc động đó là như thế nào? Sau cái xúc động đó thì em không biết sao, nhưng mà từ ngày nhập học cho đến Noel tan học về thì em mới lụi củi lấy cặp ở dưới học bàn ra, thì nó rớt cái thiệp ở dưới đất á. Mở ra thì bên trong thì em thấy tên bạn em cũng rất là bất ngờ. Thật sự là lần đầu tiên em được nhận một cái thiệp như vậy. Nên em rất là thích. Nhưng mà lúc đó thì em không thích chồng em, tại vì em đã có bạn trai rồi. Ôi, sao bạn trai rồi hả? Trời ơi. Đầu năm lớp 10 thì em cắt đứt hẳn với bạn cũ để rồi quen chồng em. Là lớp 10? Dạ không. Chắc phải 11. 11, 12, 12 là tụi em không có gặp nhau. Hai đứa học trường khác nhau. Mỗi lần đi học về chồng em vẫn lẻ thẻ theo em như vậy mà không có nói tiếng nào á. Nói chung làm như vậy tới mấy năm lận. Đến khi sau này lên lớp 12 thì chồng em mới rủ em đi chơi. Sao em ngộ vậy? Em lẻo đẻo đi theo người ta 3 năm trời mà tại sao em không nói? Hồi đó cũng ngại, cũng sợ bạn bè nó chọc. Rồi đến lớp mấy thì mới chính thức yêu nhau? Dạ chính thức thì lên lớp 12 ạ. Rồi tụi em là lên đại học. Lên đại học là học ở đâu? Dạ học đại học thì học ở Sài Gòn.
Là phải vô đây sống mướn thuê nhà. Dạ vâng. Hồi mới đầu vô thì hai đứa ở hai nơi. Rồi sau đó hai đứa ở chung 9 năm rồi mới cưới. Là sống thử dạ. với nhau là cỡ 8-9 năm. Dạ. Nhưng mà sống thử thì được gia đình hai bên cho phép. Tại vì ba mẹ gần nhà tin tưởng ảnh cũng rất nhiều. Rồi cũng tin tưởng em cũng rất nhiều. Nên là coi như là xe phòng ấy mà. Rồi sau đó thì em gái ảnh, em trai em chung luôn. Rồi lâu lâu lại thêm cháu họ, em họ. Nên thành ra tân hôn, ông bà lộn, sống thử hai đứa thì chỉ có 6 tháng đầu. 6 tháng đầu sống thử thôi. Dạ. Mà thử thiệt không? Hay là ủa, thử thì có thử thiệt chứ ạ. Nhưng mà chứ chồng thật sống, sự. Sống thiệt thôi. Sống thử là thử thiệt rồi đó. Thử thiệt đó. Dạ. Bây giờ tôi muốn hỏi thêm là sống thử có vui không? Dạ vui thì cũng không vui nhưng mà vui mà cũng không vui vậy. Nói chung là hai vợ chồng em hay bị trục trặc nên thành ra ảnh ăn chay, em ăn chay, hai đứa giống như ông bà chồng già. Có bây giờ là vẫn ăn chay trường? Dạ không, ăn chay về cái vấn đề đó đó. À trời, tôi không hiểu gì chứ. Gì lạ vậy, sao có con được? Dạ thì nói chung là cũng có khi khi được thì không thôi chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Hay chưa? Không thể nào mà chay trường được. Khi được khi không hả? Yeah. Bây giờ là hai vợ chồng là sống như hai ông bà cụ 50-60 tuổi luôn. Dạ. Yeah. À, rất là thanh đạm trong cái chuyện mà gọi là ấy ấy. Dạ. Yeah. Khi cưới rồi vẫn vậy. Lý do tụi em mới có 30 tuổi thôi mà. Mới đầu thì mình còn trẻ còn sức khỏe nhưng mà bây giờ tự nhiên em cảm giác em già đi rồi, em không có thích mới mẻ, không thích mấy, gì hết. Em mới có 30 rồi, già gì trời. Cái này để chồng em nói nè. Sao định? Thường là vợ cứ để em chủ động không à, rồi để em chủ động xong thì là cảm giác như là không có thích, rồi nhiều khi nói mấy cái câu mà nó là em không có cảm hứng nữa đó. Mất hứng luôn. Mình có chưa bắt đầu mà vợ nó lo lắng là nó không có như ý nên mình cũng cũng lo lắng rồi nó cũng không được. À em lo xa hả, giống như là tại vì giống như anh chị vậy nè, anh chị nói mày đi đừng có đi học đường này nha, chó cắn đó. Nhưng mà bạn kia vẫn cố gắng đi, chó cắn rồi. Nhưng mà vẫn cứ muốn đi cái đường đó để nó cắn thêm miếng nữa đấy. Em sợ nó cắn hoài. Nên em sợ lần này bị giống lần trước không đó. Nên thành ra thôi. Sập giường hả hay sao? Dạ không, sự cố vậy nhưng không được cái gì á. Cái xong cái tự nhiên em sợ trong cái quá trình đó nó sẽ không như vậy. Cái rồi em kêu một lần ủ một lần tốn công lắm. Thôi phiền lắm, thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà em không có nói vậy, em hỏi có được không anh? Ý là em hỏi vậy đó. Vậy thôi chồng em nói đúng rồi. Chị hiểu rồi. Có nghĩa là em thì muốn khám phá nhiều con đường khác để cho nó mới lạ một chút đúng không? Nhưng mà vợ thì cứ quen có một đường một đúng không nè, cứ sợ nói thôi giờ cứ đường đó mà đi thôi á, thì nhiều khi chồng cũng cảm thấy là hụt hẫng đúng không? Có đúng là như vậy không? Dạ không, em sợ chồng em không có đảm bảo cảm xúc nên tốt nhất là thôi. Tốt nhất là thôi hả? Kỳ vậy. Nên vậy thành ra thói quen em lười, ảnh lười nên hai vợ chồng em sống thanh đạm vậy thôi. Nhưng mà có dễ bị nhàm chán không? Dạ không, em mà không lấy chồng em thì em ở giá đó. Tại vì em thấy chồng em là tốt nhất với em thôi. Tại vì chồng em không hút thuốc, không rượu bia, chăm con thì rất tuyệt, chăm vợ cũng rất tốt. Nhưng mà em không cảm thấy có cái nhu cầu là phải gần chồng sao? Dạ có chứ, những lúc như vậy thì cũng nói với chồng rồi nói chung là cũng có nhưng mà sẽ ít chị ạ. Ví dụ người ta có 1-2 tháng gì đó người ta chịu không được, chứ em thì có thể mấy tháng. Còn Định thì sao? Em có thể chịu được trong bao lâu? Thì từ ngày mà vợ em có bầu cho đến khi mình sinh em bé thì em cũng chịu vậy thôi. Chứ mà bình thường thì em cũng hay đồ hỏi chứ. Nhưng mà có đó. Em biết sao tụi chị hỏi với là tò mò đâu. Vấn đề tụi em đừng có xem nhẹ cái chuyện đó. Tại vì nếu như tụi em là 50-60 tuổi rồi á thì thôi mình không đề cập nữa, nhưng mà tại vì tụi em mới có 30 thôi. Thực ra ở người phụ nữ từ 30 tới 35 á là một cái tuổi mà cái nhu cầu đòi hỏi nó rất là cao. Cái đó nói thiệt, và cái tuổi rất là đẹp trong cái chuyện đó nha. Đó, còn đàn ông á bắt đầu từ khoảng 25 cho tới 40 á là cái lứa tuổi rất là mạnh mẽ. Em hiểu ý chị không? Thành ra là cái chuyện vợ chồng nó không thể thiếu được. Cái này nó liên quan tới cái hạnh phúc gia đình. Cho nên là chị mới muốn hỏi như vậy để làm gì đó, là một cái mối gỡ. Em đã thấy được ở chồng em một cái sự tuyệt vời, một cái sự mà không ai bằng rồi. Thì em đừng bao giờ để mất. Thì bây giờ không để mất thì phải giữ bằng cách nào? Nên chị mới hỏi là chồng em có thể chịu đựng được trong bao lâu? Tại vì có thể em không có nhu cầu nhưng chồng em có nhu cầu thì sao? Đúng không? Thì thường thì chồng em đòi hỏi thì em chẳng bao giờ từ chối. Nhưng có điều nhiều khi em nói với chuyện khiến chồng em mất hứng thì em sẽ thất nói lại, đừng nói nữa vậy thôi. Chứ thật sự em chưa bao giờ nói với chồng em là không được anh ơi, là đừng này kia. Nhưng mà hồi nãy chồng em có nói một cái điều là em cứ để chồng em chủ động không à.
Tại vì em biết lúc yêu nhau là khác, nhưng lúc lấy nhau rồi á thì đôi khi nó phải khác đi một chút. Em biết tại sao cái đó nó không có lạ gì đó. Dạ. Nó chỉ chứng tỏ một điều là chồng ơi, vợ rất là yêu chồng, vợ rất gọi là muốn chồng cái kiểu vậy đó. Em hiểu ý chị không? Thì cái người chồng cảm thấy là anh rất là quan trọng trong cái cuộc sống của em. Em hiểu ý chị không? Dạ hiểu. Chứ còn bây giờ tự nhiên anh có cái cảm giác là gì nè, giống như anh đứng bên lề cái nhu cầu của em á thì anh rất là mặc cảm. Dạ. Thành ra là chị mới nói ở đây á có những cái vợ chồng phải trao đổi rất là cặn kẽ với nhau. Mình đừng có giấu cái tôi của mình để rồi đối phương không thể hiểu được mình muốn cái gì á. Dạ, đó ví dụ như định nè, như nãy là định nói cái câu là cứ để định chủ động hoài, là chị hiểu là trong lòng em á em có những cái mà em muốn vợ em thay đổi, đúng không? Dạ. Thì em nói đi, nhiều khi em không nói vợ em đâu có biết. Dạ. Hôm nào mà em thử em chủ động cái cho nó mất hồn ấy. Tối nay hiểu không? Chủ động em mất hồn. Nhưng mà với điều kiện là không được sách dép chạy nha. Dạ hiểu. Tối nay áp dụng liền luôn cái một đi. Dạ em sẽ cố gắng. Em là nhà thiết kế. Đừng có thiết kế cho quần áo mà thiết kế cho nó khác được không? Đâu thì em nói thẳng nó đi, đừng thiết kế đồ ngoài nữa, thiết kế đồ trong. Làm sao cho nó bắt mắt hơn xíu. Đó. Mấy cái đó thì được thôi, nhưng mà nhiều khi em thấy chồng em rất là mộc mạc vậy nè. Nhiều khi em quá lên cái em sợ chồng em đánh giá em là... Có đánh giá không Định? Có không? Chính vì vậy mà thành ra là Định phải nói. Định nhưng mà muốn... nhiều khi em cũng mua đồ cho vợ, mà vợ kêu nông thoải mái thì là thôi. Không thoải mái cho nên không thôi. Thoải mái là em phải nói nào, tức là bộ mua bà ba cho bà hay sao vậy? Dạ không phải à, tại vì giống như là em vậy thì sớm nên cái tuổi trẻ của em nó tới sớm, cái thời gian máu lửa của em nó tới sớm quá và không đợi được bước chân của chồng em, nên khi mà em đã muốn đi nó chậm chậm lại rồi thì chồng em mới bắt đầu ấy. Cảm giác em giống như người tiền mãn kinh, em rất là mệt mỏi, nói chung em rất là lười biếng, rồi nói chung em không muốn mới mẻ, không muốn năng động nữa, em cảm giác em cứ già đi già. Nhưng mà bây giờ sau khi nói chuyện này rồi có cảm thấy giật lại được không? Có, nhưng mà em thấy sợ là hơi khó. Tại vì giống như là sinh em bé xong á, nó bào mòn hết cái kiên nhẫn trong người em mất tiêu rồi. Cái đó là cái tâm bệnh á, chứ không phải là đơn giản đâu. Em phải thoát khỏi tất cả những cái đó, bởi vì cái đó nó làm áp lực tâm lý em rất nhiều. Có nghĩa là giống như chưa đi tới chợ, sợ chợ hết đồ ăn á. Bây giờ chị nói nghe nè, giờ Định á, Định hiểu được cái tâm lý đó rồi đó. Thì bây giờ em phải cởi mở, em phải nói cho vợ em là như là em thích vợ em mặc cái áo nó hơi sexy một chút. Ví dụ vậy, con ngủ đi rồi bắt đầu á, hai chồng uống miếng rượu đó cưng, uống miếng rượu đó. Đó. Hả? Chồng em không biết. Thì uống vô cái là ông xịn. Bởi vậy cả hai đứa đều không biết, nhưng mà uống chừng mực thôi với một ly thôi, ví dụ nhắc như thôi, nhắc rượu Malibu đồ có cái đó, đại khái vậy. Không, qua nhà tôi đi tôi cho một xị về uống đã, bảo đảm không xỉn. Em uống một ly rượu bao nhiêu đây, em vô gọi banh cái nhà. Không có sao đâu, uống rượu của anh không có xỉn mà nó tới, không? Ý như là cái đó thôi. Mà để lúc đó với ông vợ chồng không còn cái bị áp lực tâm lý nữa, em có thể nói được hết những gì em muốn. Dạ. Thử đi chứ không nó cứ. Dạ em sẽ thử, cố gắng. Cố gắng đi nha. Dạ. Định cũng góp ý thường xuyên nghe. Dạ. Đêm nay làm liền. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh em không? Có nhận nhìn, anh em không vậy? Rồi nhìn cái mái tóc là tự nhiên hiểu. Giống như là gặp nhau đâu á, trong tiềm thức trong, hay là gặp nhau đâu đó ký ức ở đâu, ở trong kiếp trước. Đúng rồi, anh tại em vì, ừ. Tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đó chị. Tại vì thường á, những người như anh em chúng tôi là tự xử không ạ? Dạ, đúng không, đúng không anh? Dạ. Rồi, xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Yeah. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp. Da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy, phong thủy tâm linh thủy. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đó. Đẹp thấy chưa, trẻ quá. 74 á, 74 là lớn hơn em 5 tuổi á đó. Mà trẻ ghê không? Ủa chị hỏi như vậy ánh mắt vậy là sao? Trời ơi, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng tẻ vậy. Không, theo em thì là cái trẻ hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong, đấy là điều
Thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết, nhưng mà đáp nhiều khi em chị nó hay buồn buồn bã những chuyện không đáng, xong rồi vất hằng thời gian đó. Tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần ấy, chứ không phải nội thất, là nói là cái tinh thần đó. Tinh thần mình tâm là trí. Như dạ. Tinh thần mình lúc nào cũng như là nấu chín gì đó. Dạ. Tinh rồi thần nó đang già. Tinh thần nó hiện giờ đang già. Bữa nào em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của em để relax và để tân trang lại nhan sắc chút nữa cho renew lại cho cà phê dít ạ. Cà phê dít nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ. Thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thì gặp nhau trên chuyến bay thì lại cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị biết chia sẻ, chị cũng nói là nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. Đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu cho hai đứa. Mà dạ, em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ, anh ấy đúng dạ, là đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có bạn này có đi không? Tức là đảo em không? Đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo. Thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới riêng, bởi vì bà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà, tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng ấy. Thì em không hiểu lý do gì mà tự nhiên bà một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị mới tự đi, thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này. Đấy vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này. Tao thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em cũng không tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với không? Hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không, em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thế thì với cô này thì em bảo mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà. Tôi sự lựa chọn của tôi và hai tôi cũng không muốn lấy vợ. Tôi muốn chơi, thế bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn cơ, nhiều mồ hôi. Em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này cũng trắng trẻo, sáng sủa. Xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô ấy thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi lao láo, kiểu như xính lao. Xính lao. Em thực sự trong miền Nam gọi là chảnh đấy bảo. Vâng. Chảnh chảnh. Hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con, em thích. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay. Thế em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thế bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ đói rồi hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền. Dạ, đẩy thuyền ạ. Vâng. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là bạn, em thấy bạn hơi ít kiêu. Mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Dạ. Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện
thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai, thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị, và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ tuổi hổ thì mình 92 chắc là 86, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từ người hơn tầm mấy tuổi. Mình cũng đang độc thân lại sống ở Sài Gòn nữa là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp sang trong quý phái, thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ, em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già dai, xấu là một bác dai. Vâng đấy, vâng đấy. Hôm nay gặp cái một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh là mặc... ngay hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ư, cái hôm mà anh đi đón mình á. À, là trẻ đó. Là hôm sau đấy, sau gặp vâng mới nhìn thấy. Là hôm trước là trên máy bay ạ, hôm sau mới gặp. Thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là hơi teen boy thứ này, cũng kiểu gu mình cũng thích nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già mình trẻ thì... mà mình có quyền bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định đó. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin và không có đi cúng, mà tại sao lúc đó tại sao lại là quyết trời xui đất khiến gì mà sao phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Dạ thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, anh biết nhà rồi, là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Thì cũng cảm mến rồi. Dạ vâng, sau đó một hôm thôi. Cảm mến rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Rồi. Thực ra cái thời điểm đó thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em với tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như già đầu mà, thế mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu anh rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà, tức là bao nhiêu người hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả, anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ, thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, anh bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc ấy đưa nhau về, thì em với ôm, em giả vờ em gì em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ, sau một tuần thì em với cũng là luyện đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn, em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là thôi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là
lớn tuổi quá như này rồi hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu? Tại vì chị mới tiếp xúc với mình không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười là cái cô trưởng đoàn của cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong từ một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ gả chồng xong lại cầu liền đến anh này luôn là cũng là đến tuổi gọi là cũng quá tuổi rồi thì là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ấy, cầu đó thì gần như là tất cả mọi thứ là như là hiển linh. Dạ vâng. Thế xong rồi xong đấy người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì anh không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Dòng tiếp nào? Dạ vâng. Cũng như là cái phần súng ống thôi. Thì... Dạ. Còn cuối cùng thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, tức là nếu mà so với lứa tuổi, thế thì nhiều chiêu, nhiều trò quá, mà lại là lại có, kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê, và cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong, em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi sau em bảo, bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán nhiều bạn lắm ấy. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, dạ có. Bao lâu thì mới cưới? À, được 7 tháng ạ thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này. Tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Cứ đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn, tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này này giáo sư không cần phải tư vấn, vậy còn nếu tất các trình kia là chưa đến tuổi thì tốt nhất có gì hỏi anh, nhưng mà cứ tìm lục lọi tổ tiết rồi xem kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không. Để thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này là bóc phốt không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi, cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ người nóng mà chân tay lạnh người run bắn lên. 42 độ là cao. Vâng. Rét luôn. Mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng đấy. Thế là cũng lôi em ra tức là hành động máy. Thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Thuốc tan gì đấy. Cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao với nó chỉ sốt ở trên đầu thôi chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi, hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ mày phải để ý nữa. Em kiểm tra, em bảo trời ơi thời cơ đến rồi, tức là nằm một chỗ lên. Như này mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được, là bạn chỉ có trên giường thôi. Chắc chắn chơi thuốc. Ôi tội nghiệp. Ôi như qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, nhưng mà chị muốn hỏi em nè. Cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực cô ra này... thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ. Thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện là em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình.
là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn vì bé quá, tự học. Tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thế đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là theo đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ. Chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế. Cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn thì họ sẽ giãn ra. Thì hay đó quá. Là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn lý do đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. Dạ không, cũng có cũng có, nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi, mê quá nên là sang ở dọn ở chung luôn, mặc dù em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, đang quen. Không biết ai ạ. Và cứ số lạ lâu, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần. Em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này, chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ đi, em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên không? Chắc là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Thế là vài lần sau đó, khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị không, lấy đâu ra mà không, ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm, mới yêu mà không quên được. Cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ công tìm khai. Cách là... Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? Tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng. Thì là công khai trên Facebook, áp ảnh lên thì đó. Chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thối lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người đấy, yêu. Đấy, tức là có trong đó. Nhưng có mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, số điện biết thoại. Cô đó, không biết nạc là danh ai. Đó là nạc danh là ai, vâng. Cứ phím đến là nói mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nhưng mà nói chung là chắc là ăn không được phá cho hôi, nhưng mà phá không nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt dạ, được. Đốt nhà, đốt được. Ông buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, ông nhà lá lại không đốt ông được. Dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay hả? Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn. Mà là cái chuyện là, tức là thời gian này, lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu mà. Mấy tháng đầu thì vui lắm. Tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là, anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới. Nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online, buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mái ấm gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó, thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn. Em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp. Đó, em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi,
phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu. Em mới lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em về tính anh ấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề, tức là khó tính, hay là anh hiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục em, nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái nói thứ... nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là và suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi, mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ, phải dạy nó chứ. Dạ vâng. Nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một gần năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tới bây giờ là lên không? Cả một cái album, lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó đúng không? Đến tháng 3. Cái xong đấy thì là mình chắc là phát hiện. Thực ra rất bướng, vẫn không nghe đâu. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em sẽ hướng dẫn từ từ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chính ra bạn này lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cô xui là bây giờ phải bỏ thử. Tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu bỏ, đòi bỏ. Tuy nhiên về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn thêm cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em nghĩ tới đây, em nghĩ là rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện và mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò tổn thương rồi sao? Đủ chiêu trò rồi sao? Chị ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là thấy là mình hơi quá rồi, tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng vẫn hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường, nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ mất mình đây thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại em đã thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh Thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Tắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì về lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. ok đợi xíu thay mic. Rồi bây giờ mình vô luôn cái phần kia nghe. Dạ. Phần nó đụng vô. Alo. Rồi. Như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 2 năm. 6 năm ạ. 6 năm. Dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng. 7 tháng. Dạ, 7 tháng, 6 năm cưới. Rồi, 6 năm 7 tháng về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cứ như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Đó. Cái này cho ông xã em nói trước. Đâu, ai cũng có phần hết. Đã. Em nói trước đi. Thì em nói trước. Okay, mẹ nói đi. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là
hút thuốc lá, hút thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu. Trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ. Cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại. Cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn, nhiều hơn. Chịu không nổi đúng không? Vâng, nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ. Bỏ được từ lúc có bầu đến lúc có bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại hút lại và lại nhiều hơn. Lại nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết ra. Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc, rồi còn tật xấu gì nữa? À, một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi anh cứ hay hớn hơi quá. À hớn là hớn à, tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. À, nhưng mà em thích nghe nhạc mạnh thôi ạ, chỉ ba mấy thôi ạ, lúc nào cũng năng lượng nhạc nhiều, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe êm dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập thôi ạ? Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn cái gì nữa? Hay kiểu như ông trêu mình quá mức cơ, trêu để mình phải bực mình lên, rồi trêu con khóc lên thì thôi. Đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơi. Nhất quyết nha. Tức là tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, mùng 1 là ngày rằm 30. Mùng 1 ngày rằm rồi là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát các cụ. Trước đám giỗ các cụ là không đấy. Kiểu có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn. Ví dụ như kiểu là mình, ví dụ như mình khi mình ngủ xong thì mình muốn nằm ngủ luôn. Nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được. Đi ăn, đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn, đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là. Vâng, xong rồi. Chứ không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn à. Đây, mệt cũng không cho ngủ. Ông bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất ông đổ vào đấy. Phải, đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Mình như toát ra là mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông có những cái ngày, những ngày đó là ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên, để làm sao giữ được cái thể trạng của thì mình đấy, nó bị hao tổn chân khí đấy. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí là võ đấy, cũng thế đấy. Thế nhưng mà em toàn bị lừa thôi. Hay nhưng mà lâu bị lừa đó. Giống như siêu vi C, ô quên cái gì, sốt siêu vi. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bán thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn lừa trò. Lừa trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tẽ tò, em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Chị kia đã xong rồi. Xong rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, chứ lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Đấy, liên quan công việc người ta là. Rồi như vậy là hút thuốc nè. Hớn. Bỏ cái đó ra. Rồi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Với lại anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi Sơn. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi, đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Em văn minh lắm. Em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy, mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Nói thế. Chứ, thế thì bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Có nhiều không anh Sơn ấy? Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống,
lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm, lười tập thể dục, lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nên nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái, là em phải nhắc, tức là phải xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành, đó, lười vận hành. Còn mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Đây, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Ví dụ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là trồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, ví dụ như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm, phải tập thể dục đi chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước em có nói rằng là anh không tiếc là cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, người khác. Cho nên mình phải tự giác cho bản thân bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đó, thế là đấy là cái điều. Rồi có gì tính nữa đấy nè? Là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy. Lười, còn có gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen không, có ghen với em không? Bây giờ còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy, thấy chưa? Chị không nhắc là em quên rồi đấy. Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Là có đúng không? Cho nên là đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà nó gọi dối lên. Cho nên thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này. Bởi vì là em muốn thanh minh một chút xíu. Tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài, ông bồ bịch trai gái gì. Tại vì sống với nhau từ đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này. Bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà. Thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về thì cái tức này. Là bắt phải mang điện thoại đi gì, nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi, gớm. Tôi thử biết. Ôi trời ơi. Như vậy là có hai tập ra. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười nè, cái là ghen nè. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc cho đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp công việc ở nhà cách hợp lý đúng không? Ông xã làm hết cho em, không phải làm gì thì ông chiều. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết. Từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc. Rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái, của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá. Mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.